Tại mới coi tin tức, tại đang còn muốn tìm hiểu sao mà 39 người chết ở bên Anh, ở bên England á, Essex, England, mà bắt 4 người rồi. Nói mấy bạn ở Việt Nam á, mình nghèo, mình giàu, mình muốn qua Mỹ, mình đừng có tin tưởng mấy người mà muốn lấy tiền của mình thôi. Nó đưa mình qua, nó đâu có lo cho mình, để từ từ qua. Tại vì sống ở Mỹ, sống ở bên Anh nó cũng chẳng có vui gì hết đó. Mấy bạn đừng có liều. Tại vì đã ngó qua cái tin tức này rất là buồn. Thấy mấy người cũng tội cho gia đình của người ta. Lại thấy vậy, đừng, nó nguy hiểm quá, đừng, không biết tại vì bây giờ đang còn điều tra coi nó sao mấy người kia chết, mấy người đó chết mà nó nguy hiểm quá, mấy bạn nó không có, đừng, đừng qua để làm giấy tờ đàng hoàng. Đúng luật là xong rồi qua.